Lựu đỏ này đang rất nhập nhằng nhá. Đang rất nhập nhằng. Để học theo mấy cái thằng bỏ mẹ kia, những cái quả này thì nó thối quả to kia mà thối kìa. Trước đéo dám cắt nhưng mà buồn. Này. Về nó theo quy luật của nó là không, thứ nhất là không chăm được mấy các thứ. Cho nên nó bị ấy ấy. Nó bị thối, phí bao nhiêu. Quả này tí tôi học theo bọn Trung Quốc. Tôi cho các ông. Mẹ đéo có thằng nào nó cầm cho điện thoại cho mình. Nhiều này nó đang rất nhập nhằng nhá. Để cho các ông ngồi dưới này tôi cho các ông xem. Đây này. À đây này. Đúng rồi. Chuyển sang camera trước. Xong rồi quay ngược lại. Từ từ để cho các ông xem. Học đúng bọn Trung Quốc luôn. Học đúng bọn Trung Quốc luôn. Ờ quên. À đây ý nhỉ. Học theo đúng bọn Trung Quốc luôn. Ờ tại sao mình lại hú đây nhỉ. Từ từ nhá. Đây. Khổ thân không có đứa nào nó giữ cho. Đây. Đây quả này nhá. Quả đéo nào đẹp nhỉ. Quả này cũng đẹp rồi. Học theo đúng bọn Trung Quốc nha, nhìn cuống nha. Tí đấy cho. À mà bọn Trung Quốc nó cắt kiểu đéo nào nhỉ. Nhưng mà nó chưa được đỏ đâu. Nó vẫn chưa đỏ. Đấy, sâu này. Sâu này. Sâu này này. Sâu này. Mã nó mã. Ấy. Mẹ nó lổ cái đéo gì ấy. Bọn bên kia nó lổ cái đéo gì ấy. Học theo đúng bọn Trung Quốc này. Đây này, sâu đây này. Sâu nó vẫn còn con sâu này. Nó chưa được đỏ đâu. Tôi học theo đúng bọn Trung Quốc này này. Quả đây này, cuống đây này. Biết video là nó có thế nào không. Đây là cuống đây này. Tí nữa mà nếu mà kỳ công nữa mà bổ tất cả cái cây này thì nó buồn cười lắm nhỉ. Quả này tí ăn thì nó rất là ngọt. Mã nó cũng rất là đẹp. Đây này. Đấy chứ thời gian đâu mà dán. Tôi cho các ông lại dùng camera trước nha. Nó mỗi tội cam trước thì nó hơi xa. Cam trước thì nó hơi xa. Còn cái loại này nói chung là ở Việt Nam mà tại sao các đời ông cha bà cố của mình lại cứ trồng cái lựu ta nhỉ. Mẹ lựu này nó đẹp như thế này. Nhưng mà nói chung là nếu mà để mà quả nó đẹp ấy. Đấy. Đây. Cho các ông lại về đây. Nhìn này. Quả bắt đầu nó đỏ, đổi sang màu đỏ về đây này. Tức là về sau là nó đỏ hết. Đỏ như gốc ở trong này. Ăn bây giờ nó rất là ngọt. Tôi nói thật. Quay cam trước nhỉ. Ăn nó ngọt. Đáng nhẽ là phải có thằng khác nó quay mà. Chẳng qua tôi không ăn thôi chứ mà. Y như bọn Trung Quốc kìa. Đấy. Ăn nó ngọt lắm nhưng mà đến cái thời này. Đến cái thời điểm này kiểu mình thừa mứa rồi. Mà cái loại này thì tôi nói thật là các ông nên trồng. Còn thực ra các cái loại này trông thế thôi nhưng mà cái lúc đấy mình ăn phải mẹ cái này này. Nó lại có cái vị chát chát. Ăn phải cái ruột này, à cái vỏ này. Ăn phải cái vỏ này. Đây. Đỏ đây này. Đây. Vỏ đỏ này. Vỏ đỏ. Vỏ đỏ, ruột đỏ. Nhưng mà tôi phải nói thật mấy các bạn là các bạn cứ mua 100.000 10 cây là các bạn bị lừa đấy nhá. Hoặc là nói chung là cái giá của cái lựu này ví dụ một cái chậu này nó cũng khá đắt. Tại thu nhập bình quân của mình có 5 triệu với 7 triệu một tháng. Chỉ có bán cho bọn Sắc Hưng thôi. Nó có Sắc Hưng mấy cái sắc mẹ gì à, cái nước này cực kỳ ngọt luôn ấy. Cái loại này. Tôi nói thật là tôi cũng phí cho các ông là các ông không được ăn cái loại này. Hôm trước ông gì cũng nhiều tiền lắm ông ấy bảo là ấy nhưng mà nó đang xe lựu nó đang bị cấm biên. Đây. Vỏ nó đỏ. Bên trong nó ngọt.
nước nó rất ngọt, đéo bóp được. Đéo bóp được, bóp ra chảy nước. Còn các bạn nhìn này, cái ruột này. Này. Đấy, thế cơ mà. Còn thực ra là mình cũng thừa mứa rồi cho nên là mình không ấy thôi chứ. Cái vỏ này này nó đỏ này. Còn bây giờ hiện tại bây giờ nó đang rất nhập nhằng nha. Rất nhập nhằng. Tôi chụp cái ảnh nhá. Còn mấy cây kia nó cũng rất là đẹp. Còn giá thì nói chung là cái thời điểm bây giờ là nó rẻ hơn rất là nhiều rồi. So với cái cách đây khoảng 2-3 năm. 2-3 năm mà như cái loại này thì nói chung là toàn 200-300 triệu. Khổ. Bây giờ đến tầm này nó khá là rẻ. Nhưng mà để đại bộ phận dân cư của mình thì tôi nói thật, nếu các bạn mà mua ví dụ như bỏ ra 50 triệu hay là bao nhiêu triệu các bạn mua một cái cây gì đấy, nói thật ra là tôi thấy đến thời điểm này thì nịu này vẫn là đẳng cấp. Còn cái khả năng mà tự ra hoa, tự ra quả Việt Nam thì nói chung là với nịu này thì khá yên tâm. Chắc chắn một điều là tự ra hoa, tự ra quả được. Mà nó đẹp như thế này chỉ khổ thân các bạn. Không lại thế nọ thế kia rồi lại mua phải. Cây này đang còn rất nhiều quả. Nhưng mà chỉ khoảng 1-2 tháng nữa là nó cũng lại rụng hết. Để cho các cái nứa quả bé này này nó ra này. Xong rồi nó ra hoa ra hiếc này. Đấy. Ôi chào mọi người. Còn tôi nói trước là cái nịu này nó cũng đang rất nhập nhằng đấy nhá. Riêng nịu này này. Các bạn cẩn thận đấy nhá. Xong rồi cái khổ nữa là kiểu bà con mình kiểu dân ít tiền ấy. Cứ mua nghĩ là mua cây bé xong rồi về tự chăm mai sau. Rồi nó thế nọ thế kia. Nhưng mà cái thời gian của mọi người thì ai trả. Ví dụ như mất mẹ nó 15, 20 năm để trồng một cái nịu, mất bố nó 5 năm. Thì cái xong rồi ra cái giống nịu ăn vừa chua vừa chát thì cái thời gian 5 năm ấy của mọi người thì ai trả cho mọi người. Mọi người cứ nghĩ đơn giản. Tôi thích trồng cây từ bé cơ. Thì cái cây bé nhất ở đây, ví dụ như cái loại kia thì anh em chúng nó bán cũng phải 3 triệu rưỡi. Quả nó khá to, mà nó đỏ. Khổ khổ nhất là dành cho các bạn mà. Các bạn cứ bảo là trồng từ bé lên xong thế nọ thế kia. Nhưng thường là cây bé thì cái tỷ lệ lừa đảo nó rất là cao. Còn đây bây giờ nó đang ra hoa một nứa mới đây này. Các bạn nhìn nhá. Đây này, đang ra hoa ở một nứa mới ở Việt Nam đây này. Đây. Đây. Vẫn phải cứ lo sao mày cứ chửi tao là con thằng Dũng kia. Tao ba phải ở đâu? Mẹ con thằng này. Người ta đóng góp như thế này. Mẹ cứ chửi mình. Mẹ người ta nói đúng như thế. Đây này, nó đang ra hoa, ra lụ, ra quả đây này. Mà nói thật ra ở trên mạng có mỗi con thằng Dũng này nó chửi mình mà mình nhớ dám chặn. Có mỗi con thằng Dũng này nó chửi mình mà mình nhớ dám chặn. Đây này, cái nụ hoa của nó đây này. Tao vừa bổ lựu tung người đây này. Đéo biết làm sao nó về, nó cứ tự héo và nó tự thối đây này. Nói chung là cái việc thối này thì tôi hiểu được. Nó giống như kiểu các bạn đang ở nhà, sức khỏe của các bạn đang rất là khỏe. Xong nó nhét cho các bạn lên xe đi hàng nghìn cây số ấy. Nghìn cây số thì làm đéo gì mà các bạn chả yếu. Về thì cái cơ chế của nó phải tự bỏ quả. Còn về bây giờ nó đang ra hoa đây này. Ra hoa ra lụ tơi bời. Ở trên mạng có mỗi con thằng Dũng nó chửi tôi mà tôi không dám chặn nó thôi. Các ông đừng học nó, tôi nói trước. Mà đến con Thủy tôi còn đuổi, nhưng mà con thằng Dũng này mình chưa dám chặn nó cơ. Đến một thời điểm nào đấy mình... Đây này, con này nó đang rất nhiều hoa này này. Các bạn nhìn nó đang tự ra hoa này. Đây này. Đây này. Đây này, nó tự ra hoa, tự ra quả nhá. Tự ra hoa này. Cho nên cái loại này ở Việt Nam thì nói thật ra là tôi tin chắc hơn. Cho nên mọi người thấy là cái tâm huyết của mình quay về lựu cũng khá nhiều. Đây này. Còn nói chung là... Đây này, hoa của nó đang tung trời. Hoa của nó đang rất nhiều. Trèo lên kia thì nó xa, nhưng mà đời đại ý ở đây mọi người nhìn đấy. Bao nhiêu hoa. Đấy. Quả này bổ ra thì nói chung là nó cũng chưa được đỏ. Mà đợi khi nào mà cái quả nó đỏ thì nó hơi bị mất thời gian. Toàn về đây nó toàn bị ấy rồi. Dám hết này. Để chụp mấy cái ảnh đang phây cái nhỉ. Bố rồi mất công tao chụp xong tí nữa mày này copy ảnh xong mày lại bán hàng. Tổ sư nó. Xong nó cứ chửi mình. Nên mạng chả lề lang bạn gì, ít nhất là mình cũng nhà vườn lớn nhất miền Bắc đây mà cứ lên mạng chửi mình như con. Anh mê em, bạn mê bè. Nhưng mà trông nó thế thôi, nó cứ lên mạng nó hổ hổ báo báo vậy thôi chứ ở ngoài đời thực đéo dám chửi mình.
Nên đây mình xoa đầu nó như đúng rồi. Đây này, các bạn nhìn núm này không có chuyện dán đâu nhá. Này, đây núm này. Hôm nay vặt cũng tơi bời này. Đây này, núm này. À, các video của tôi nó thật đau lòng luôn mà các ông còn đéo tin, các ông cứ bảo dán như thế nọ thế kia. Mẹ cứ lên mạng cạnh tranh nhà vườn lớn nhất miền Bắc với mình, đau hết đầu. Quả về cứ hôm nào đi ấy như này ăn nịu thật thoải mái luôn. Ra chụp một chụp cái ảnh đã. Cho các ông nghỉ đi nhá. Quả thì nó khá là to đây, cái cốc uống nước của các ông này này. Còn cái quả như thế này thì tôi dự trù nó tầm 4 5 nạ. Hôm trước thì tôi bảo là một cái cây này nó phải tầm, ví dụ như các bạn đếm quả này thì nói chung để mà đạt được một quả này mà nó chín thật sự thì khác khéo nó phải 1 cân. Tại hôm trước có những quả nó rất là to. Quả này cũng thế. Quả này nó cũng phải tầm 5 nạng này. Xong tôi bổ ra đây này. Còn những quả nó bé hơn, ví dụ tôi sờ như này là tôi biết quả này 3 nạng. Tầm quả này là 3 nạng. Mẹ nó thối như thế này rồi. Có mỗi cái quả kia thì đây này. Đây này. Nó chả thối như thế này thì. Nhưng mà ở đây sáng nay anh em chúng vừa, à hôm qua chúng nó vừa cho cái đéo gì đây này. Nó thối hết rồi. Đừng nào chúng nó chả bỏ. Cái này vấn đề này nói chung là cũng khó lắm. Bây giờ mà không ấy là nó không ra được tán. Xong rồi mai sau nó nuôi quả đây này. Đây hoa đây này. Hoa đây này, nói chung là nhìn mọi người nhìn sẽ không rõ. Nói chung là cái dòng nịu này mọi người lên lấy được. Thôi rồi đây này, nó về nó thối thế này. Nói chung là khó tránh, đây này. Đây này, buộc thì làm sao mà buộc được những quả như này. Về thối bao nhiêu. Đây, thối đây. Nói thì nó cứ bảo là, đây này ở trong này có sâu nhá. Chính ra là ban đầu bọn ở bên kia là nó bọc là nó để nó tránh sâu không ạ. Cái việc làm cái này cũng hay phết đấy. Việc bọc việc viết này. Thôi rửa tay đã. Để quay cái đéo gì cơ, quay tranh nữa cơ. Còn nhiều thứ lắm.